Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Hoàng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 76 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 76 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ tâm thần Diệp Phúc khẽ động, Di La Thiên Địa Tháp là vô bảo vô thượng mà Di La Thiên Yêu Đế đã để lại, quả là không sai. Nhưng tòa bảo tháp này lại ẩn trong Thiên Đế Hành Cung, ở trong tầng tầng lớp lớp tinh vân, lại là một kho báu cực lớn, so với kho báu Nam Thiên Môn của Tây Hoàng còn kinh người hơn. Nếu ta có thể tìm được cái tòa thiên cung này thì thật là... Hắn kích động tâm thần nhưng lại thở dài một tiếng. Lấy tu vi cùng thực lực hiện giờ của hắn, cho dù biết vị trí chuẩn xác của Di La Thiên Yêu Đế Hành Cung, chỉ sợ cũng không có năng lực mà tìm kiếm. Một luồng thần thức của hắn thăm dò vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp, chỉ thấy Phượng Yên Nhu còn đang tận lực luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang. Lúc này nàng đã lên đến tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh phong, bất cứ khi nào cũng có thể bước vào tam dương cảnh thân dương kỳ, mà nguyên thần Hạ Tùng Giang cũng chỉ còn lại có mấy mảnh nhỏ. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, thủy, phong, hỏa, sơn, lôi, năm đạo xuất khí bay lên vần quanh người Phượng Yên Nhu. Đợi khi nàng tiến vào trong tam dương cảnh là có thể trực tiếp dùng năm đạo sát khí này để tu luyện thân thể cùng nguyên thai, hoàn toàn trở thành cường giả thân dương kỳ. Vu sĩ dùng sát khí tu luyện thân thể và nguyên thai sẽ hấp thu sát khí bốn phía, vô số sát khí sẽ tuôn vào bên trong nguyên thai. Nếu như Phượng Yên Nhu vượt qua sát khí tỷ lệ, năm đạo sát khí này sẽ biến thành khí thải, không còn tác dụng ban đầu nữa. Chẳng qua mấy cái sát khí này Diệp Húc lấy đến rất dễ, hơn nữa hắn cách tam dương cảnh còn một đoạn nữa, cho nên với thứ này cũng chẳng để ở trong lòng. Phượng cô nương rất nhanh sẽ xông lên tam dương cảnh, sau khi dùng sát khí tu luyện thân thể và nguyên thai là có thể thi triển diệt đại thần cấm rồi, sẽ hoàn toàn gạt bỏ thần thức của Hạ Tùng Giang trong những mảnh nhỏ nguyên thần. Đến lúc đó ta sẽ một lần xông lên tam thai cảnh, sẽ có được thực lực để có thể chống lại được Ngụy Hiên. Diệp Húc đi vào Tử Huyền Thiên, đi lên tầng đỉnh cáo từ Tử Thiên Mạch. Vị tiểu nữ áo tím này có chút lo âu, thấp giọng mà nói: "Sử thúc, có rất nhiều người âm thầm thăm dò tin tức của ngươi, e là sẽ gây bất lợi cho ngươi kìa." Nàng ta có chút do dự, hết nhìn đông tới ngó tây, nhìn thoáng qua xung quanh rồi mới lặng lẽ nói: "Sư tôn vốn dặn ta, bà nói người đắc tội quá nhiều người, không để cho ta báo cho ngươi biết tin này, để tránh đắc tội với người khác, thậm chí cả vị cao thủ trẻ tuổi lấy được Chấn Long bảo ấn kia cũng muốn ra tay với ngươi kìa. Sư thúc, tốt nhất là ngươi tạm thời đừng có rời đi khỏi tiên các vội." Diệp Húc chớp chớp mắt cười nói: "Thiên Mạch cô nương, những kẻ muốn đối phó với ta có những ai vậy?" Tử Thiên Mạch chần chừ một lúc, thầm cắn răng, thấp giọng nói: "Đại Đường Thiên Xích Phú, Trình Bảo Thụy, Âm Dương Tông Đậu Thiên Khuyết, Thiên Nhân Tông Lý Trưởng Phong, Vu Đạo Tông Nhạc Bất Phàm, Thái Thượng Đạo Tông Đồng Chí Bình." Một tiếng ho khan của Tiêu Nguyệt Tường chuyển đến, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp này chậm chậm đi tới, nhìn về phía Tử Thiên Mạch, tựa như cười như không. Thiếu nữ áo tím cúi đầu xuống, không hề lên tiếng nữa. "Thiên Mạch cô nương, Diệp mẫu nợ cô một ân huệ." Diệp Húc lập tức đứng dậy cáo từ. Tiêu Nguyệt Tường nhìn hắn rời đi, quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Mạch, sắc mặt chuyển lạnh: "Tiểu nha đầu, ta đã dặn con như thế nào rồi? Những kẻ đó đều là các cao thủ trẻ tuổi của các đại thánh địa, các đại thế lực, thành tựu trong tương lai không có hạn đâu. Nếu biết Tử Huyền Hiên ta âm thầm thông báo cho Diệp Thiếu Bảo, sau này Tử Huyền Hiên ta còn buôn bán được hay không đây?" Tử Thiên Mạch cúi đầu không nói, đột nhiên ngẩng đầu lên cười nói: "Sư tôn biết con nhất định sẽ không nhận được nói cho hắn biết, vì sao còn nói cho con tin đó vậy?" Sắc mặt của Tiêu Nguyệt Tường chuyển cười mắng: "Nhà đầu chết tiệt kia, vi sư cũng muốn nhìn xem hắn ta có thể vượt qua được cửa ải này hay không đây." Diệp Húc rời khỏi Tử Huyền Hiên, lập tức bay lên trời, ung dung bay ra Hải Ngoại Tiên Các. Hắn vừa mới bay ra khỏi phạm vi tiên các, đã thấy một chiếc chiến xa âm thầm
ầm ầm bay ra tiến cát, chặn ngang trước người hắn. Chiếc chiến xa này do hai con long mã kéo, bốn lão giả tam thai cảnh điều khiển long mã, hơi thở khổng lồ. Người ngồi trên xe là một gã nam tử trẻ tuổi, tay vung vẻ quạt, thần thái cao ngạo. Trước đầu gối của y có bày một cây chiến phủ, một cái kim tiên, một cây lăng nha bổng, một thanh bảo kiếm, đều lộ ra từng luồng thuần dương khí tức, hiển nhiên đều là thuần dương chi bảo. Tên nam tử trẻ tuổi này khí thế thật lớn, trên đỉnh đầu của y một cột thuần dương khí phóng lên cao, tại đỉnh cái cột khí này biến ra hình thái của đủ loại vu bảo. Y nhìn về phía Diệp Húc mỉm cười nói: "Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, nghe nói tiểu thiên vương Lý Huyền Tố thiên vương phủ cũng thua trong tay của ngươi, thà vốn không định động thủ với ngươi, nay lại có vẻ phần hứng thú rồi." Một lão giả lái xe trong đó mở hai mắt ra, ánh mắt như điện nhìn hướng Diệp Húc, điềm nhiên nói: "Tiểu chủ nhân nhà ta, Trình Bảo Thụy, Trình công tử muốn giết ngươi, còn không quỳ xuống vươn cổ ra đi." Diệp Húc cũng thấy buồn cười, lắc đầu nói: "Thật to gan, một tên nô tài cũng dám nói chuyện với ta như vậy hay sao? Thật không biết sống chết mà." "Trình huynh, một mình ngươi chỉ sợ chưa chắc đã rõ hung danh của Diệp lão ma rồi. Nếu như không ngại thì thêm Lý Trường Phong ta đi." Lại có một tòa bảo liễn lái tới. Trong bảo liễn, một gã trẻ tuổi trái ôm phải ấp, bên người đều là mỹ nhân, hương diễm vô cùng. Đỉnh đầu của gã cũng có một cột khí thuần dương, trên đỉnh cột khí hiện ra từng ngọn núi xanh. Gã này để cô gái bên người ra, đứng dậy, đứng ở trước bảo liễn điểm như nói: "Diệp thiếu bảo, đầu của ngươi nay thật quý giá, chẳng những yêu chủ muốn cái đầu của ngươi, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, rồi thì Nguyên Thủy Thánh Tông cùng Thiên Đạo Tông đều đang treo giải cái đầu của ngươi kìa. Chỉ cần giết được ngươi, liền có thể kết được với tam đại thế lực này, thậm chí trở thành con rể của yêu chủ. Cái loại chuyện tốt này tới nơi nào để mà tìm đấy?" Một con lô thuyền phá không đánh tới, xuất hiện ở bên ngoài hải ngoại tiên cát. Một gã đại hán râu hùm đứng ở đầu thuyền cười ha ha: "Trời tính không bằng người tính, không nghĩ tới Nhạc Bất Phàm ta tìm kiếm ngươi khắp nơi không có kết quả, ai ngờ đến hải ngoại tiên cát định mua vài món đồ tốt lại thấy ngươi ở nơi đây. Nếu ta mà ra mặt như vậy, Diệp huynh ngươi sẽ không có đường sống rồi." Lại có một người một mình tiến đến, phía sau hiện lên một cái thuần dương nguyên thai, trong đó có một cái nguyên thần cự mãng đang dần dần thành hình, dữ tợn hung ác. Đây là một gã cao thủ tu vi đã tới gần tam dương cảnh dương thần kỳ, so với đám người Trình Bảo Thụy còn mạnh hơn nhiều. Thản nhiên nói: "Diệp thiếu bảo, người bắt cóc hai vị tiểu công chúa Thiên Yêu Cung, làm hại chúng ta ở Thiên Yêu Cung chẳng được gì cả, mất hết cả mặt mũi. Dù cho yêu chủ không có hạ lệnh, Đậu Thiên Quyết ta cũng phải giết ngươi." Phù. Lại có một tên thiếu niên mặc áo tơi, tay cầm một cây xào trúc, điều khiển thuyền nhỏ đến, cười khanh khách nói: "Diệp Húc, Diệp thiếu bảo, người làm quá nhiều chuyện ác, tội ác tày trời, có từng nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay không?" Diệp Húc coi như không nghe thấy, đánh giá khắp nơi, chỉ thấy trừ các cao thủ trẻ tuổi đến từ các đại thánh địa, các đại thế lực này ra, các cường giả tam thần cảnh như đám người Viên Thiên Công, Minh Hà giáo chủ cũng đứng cách đó không xa. Những đại vu thế hệ trước đó tụ tập lại, cười cười nói nói, tựa hồ không để hắn ở trong lòng. Còn có Hạ Tùng Giang, vì cường giả Hạ gia Trung Châu này một mình đứng giữa không trung, kiểu đại nguyên thần phía sau ẩn nấp trong hư không, hoàn toàn tách biệt với những người khác. Thân phận của y tôn quý, chính là trưởng giả Hạ gia, ỷ vào thân phận của mình nên khinh thường đứng cùng người khác. "Viên công, không ngờ tên tiểu tử này đắc tội nhiều người như vậy, lần này có lẽ không cần chúng ta ra tay, hắn cũng sẽ bị người giết chết thôi." Hồ Tiên Nhi cười ngâm ngâm nói. Viên Thiên Công hừ lại một tiếng, lướt Diệp Húc điểm như nói: "Tiểu tử này giả hoạt như cá trạch vậy, ngay cả ta cũng không bắt được hắn, lần này để mấy tên nhóc kia đi giết hắn, đỡ phải khiến ta ra tay." "Những tên nhóc đó giết hắn rồi, ta lại giết chúng cướp lại bảo bối vậy." Yêu Sa Vương mở cái miệng rộng ra, chìa cái đầu lưỡi đỏ tươi vừa to vừa dày, ở trên mặt lấy một vòng, rửa xong mặt, cười quái dị nói: "Trong tiên cát cấm động thủ, nếu tiểu tử đó lắc mình trốn trong tiên cát, chẳng lẽ chúng ta phải ở trong này trông coi cả đời hay sao?" "Bị nhiều người khiêu khích như vậy, phàm là kẻ có chút huyết tính đều sẽ không nhịn được. Ta không tin tiểu tử này có thể ẩn núp ở đây cả đời." Viên Thiên Công đằng đằng sát khí, cười ha ha nói: "Nếu hắn thật sự núp ở đây cả đời để mà kẻ khác khiêu khích, chết sống không ra, ta lại bội phục hắn là một kẻ kiêu hùng kìa."
Lúc bấy giờ, Diệp Húc nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy nhiều cao thủ trẻ tuổi đều đã tới rồi. Có một số ít vẫn là tam thai cảnh, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh. Có kẻ khiêu chiến vượt cấp với cường giả tam dương cảnh, trong đó cũng không thiếu cao thủ trẻ tuổi tam dương cảnh, khí tức tuôn ra. Những cột khí thuần dương đánh lên trời cao, diễn biến đủ loại hình dạng vu bảo. Nguyên thần bọn họ hiển hóa, ở sau người hình thành đủ loại dị thú thượng cổ kỳ quái. Ở chỗ xa hơn, không biết bao nhiêu vu sĩ vốn định rời đi đều dừng lại, nghỉ chân mà xem. Vị thiếu niên áo lam kia chính là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo sao? Nghe nói hắn bắt cóc hai cô con gái của yêu chủ, ngay cả yêu chủ cũng đều hạ xuống chu sắt lệnh. Nếu ai có thể mang đầu hắn về gặp yêu chủ thì sẽ trở thành con rể của yêu chủ kia. Ngay cả Thiên Nhân Tông, Lý Trường Phong đều muốn ra tay, xem ra Diệp Thiếu Bảo lại ít dữ nhiều rồi. Diệp Thiếu Bảo này hết sức nổi danh, như mặt trời ban trưa vậy. Đáng tiếc là vẫn lạc ở nơi đây rồi. Diệp Húc đảo mắt nhìn bốn phía, không hề kinh sợ, mềm giọng mà nói. Chư vị, các ngươi đây là đang muốn chết hay sao? Các ngươi có biết không vậy? Sắc mặt mọi người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một tên lão nô lái xe cho Trình Bảo Thụy, Thiên Sách Phủ, gầm lên một tiếng. Từ trên chiến xa đứng dậy, nguyên thai phía sau động đậy. Một cái nguyên thần, Thương Lang, từ trong nguyên thai hiện ra, điểm như nói. Khẩu khí thật lớn, thiếu chủ nhà ta căn bản, không cần ra tay, chỉ cần một mình lão nô, cũng đủ sự tử ngươi rồi. Lão ta đang định động thủ, Trình Bảo Thụy vươn tay ra, đặt lên bờ vai của lão, đứng lên mà nói. La nô, ta nổi danh cùng tiểu thiên vương Lý Huyền Tố. Lý Huyền Tố bại trong tay hắn ta, ngươi không phải đối thủ của hắn. Để tỏ lòng tôn kính với hắn, vẫn là để ta tự mình ra tay, lấy đầu hắn xuống. Hắn ta đứng dậy, một làn khí tức thuần dương bắt đầu trào ra, cho thấy tu vi và thực lực vô cùng cao thâm. Đưa tay ra nhấc lấy chiến phủ trên chiến xa, rồi ngạo nghễ nói. Ta luyện ra 4 món thuần dương chi bảo, mỗi lần giết người chỉ cần dùng một món. Mặc dù là động thủ với Lý Huyền Tố, ta cũng chỉ dùng một món là đủ. Không biết người có thể để ta phải dùng mấy món đấy. Răng rắc một tiếng, một cây cột buồm mang theo cánh buồm vù một tiếng từ trên cao hạ xuống. Diệp Húc lời nói nhảm với hắn ta, trực tiếp nắm lấy cột buồm liền đánh tới. Hay, tới rất hay. Trình Bảo Thụy quát to một tiếng, vung búa lớn đón lấy cột buồm, cười to mà nói. Muốn động thủ cùng ta ư? Để ta xem ngươi có mấy phần bản sự nào. Diệp Húc vung cột buồm đánh thẳng xuống, thuần dương đại phủ lập tức nứt ra, vỡ nát trên đất. Cột buồm hạ xuống đầu Trình Bảo Thụy, đưa hắn ta cả người lẫn xe, thêm cả 4 lão nô nguyên thai kỳ kia cùng với 2 con long mã nện tất cả đến dập nát. Hắn thu hồi cột buồm, chỉ thấy kiện vu bảo kỳ lạ này dựng thẳng phía sau hắn, giống như một lá cờ cực lớn, đón gió lay động phất phới. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Diệp Húc lướt nhìn một vòng, mỉm cười nói. Nếu các ngươi đã muốn được chết như thế, vậy ta liền tiến tất cả các ngươi cùng lên đường nào. Lại nói, Trình Bảo Thụy chính là cao thủ trong Thiên Sách Phủ, cường giả tam dương cảnh thân dương kỳ. Người này hành vi xử sự cực kỳ phách lối, luyện ra 4 món vu bảo thần dương, vượt qua 3 lần sát khí tể lễ. Có tiếng là mỗi một lần ra tay chỉ cần dùng một món vu bảo trong số đó đã đủ để tiêu diệt đối thủ. Hắn ta nổi danh cùng với tiểu thiên vương Lý Huyền Tố, rất thích phô trương. Mỗi lần xuất hiện nhất định phải dẫn 4 gã nô bộc nguyên thai kỳ để tăng thanh thế lên cho bản thân mình. Trình Bảo Thụy thật đúng như lời hắn ta nói, chưa hề bại bao giờ. Ở trong đại đường thanh danh hiển hách, thất bại duy nhất trong cuộc đời hắn chính là giao thủ với Lý Huyền Tố. Hai người không phân thắng bại, những kẻ khác gặp phải hắn chỉ có kết cục bị thua bỏ mạng. Nhưng mà một vị cường giả trẻ tuổi đường đường như vậy lại bị một cột buồm của Diệp Húc đánh cho nát mét, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, làm cho mọi người phải khiếp sợ. Vù một tiếng, Diệp Húc há mồm khẽ hút, chỉ thấy những mảnh nhỏ của vũ bảo thuần dương của Trình Bảo Thụy cùng với tất cả những thứ cất giữ trong ngọc lâu của 4 gã lão mộc kia bay lên, rơi vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt liền bị chư thiên thập đạo luyện hóa sạch sẽ. Không phải các ngươi nói muốn khiêu chiến với ta hay sao? Diệp Húc nhìn xung quanh một vòng, cột buồm phía sau nung đưa, cánh buồm phồng lên, giống như một con thuyền dương buồm xuất phát, chính là chỉ có cột buồm mà không có thuyền. Hắn mỉm cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, hơn nữa còn phong ấn 7 thành tu vi, ai dám đi lên chịu chết đây. Mọi người im lặng. Trình Bảo Thụy chính là nhân tài trẻ tuổi nổi tiếng trong cảnh nội đại đường, ở trong Thiên Sách Phủ đứng trong 10 người giỏi nhất. Ngay cả người này cũng không thể sống qua một chiêu trong tay Diệp Húc. Không có mấy người có thể nắm chắc có thể thắng được Diệp Húc.
Sau một lúc lâu, Nhạc Bất Phàm đứng ở trên lâu thuyền ầm ầm đánh tới Diệp Húc. Nguyên Thai Thuần Dương trên đỉnh đầu hắn lắc lư, cười lạnh nói: "Diệp thiếu bảo, người khác sợ ngươi, ta không sợ. Vu đạo tông ta..." Y còn chưa nói xong câu đấy, cột buồm phía sau Diệp Húc bay lên, được hắn nắm ở trong tay, chỉ thấy cái cột buồm sừng sững dựng đứng, đâm thẳng trời cao. Bù một tiếng, hắn vung cột buồm lên, đánh xuống thật mạnh. Trời xanh tựa hồ cũng bị một kích này ép cho sập xuống, đem mảng thiên địa này đánh cho lắc lư không ngớt. Một kích này phát ra tiếng nổ như thiên thần đánh thiên trống, dao động tâm người. Nhạc Bất Phàm tức giận quát lớn, Nguyên Thai Thuần Dương đột nhiên dung nhập thân thể, chỉ thấy cơ bắp của hắn dữ tợn, thân hình liên tục tăng vọt lên, dáng người cao tới ba trượng, giống như một tôn ma thần uy phong lẫm lẫm. "Vạn pháp quy tông, gia trì thân ta, trường, trường, trường." Quanh thân Nhạc Bất Phàm trào ra vô số đạo vô pháp ào ào chui vào trong cơ thể, khiến thân thể của hắn tiếp tục tăng thêm, nháy mắt lên cao tới hơn 10 trượng. Trên đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng châu hình dạng như đầu châu, đôi mắt như trung đồng, toàn thân như sắt đen, vô cùng cứng rắn. Vù, hắn mở cái miệng to như chậu máu ra, một miếng liền nuốt luôn lâu thuyền vào trong bụng, thò bàn tay ra chụp tới cột buồm của Diệp Húc. Hắn cười ha ha nói: "Diệp thiếu bảo, ta lại muốn xem ba thành tu vi của ngươi có thể chống lại được vạn pháp quy tông của ta, Nguyên Thai Thuần Dương cổ ma chi thân hay không." "Được, sẽ như người mong muốn, nguyên thần hiển hóa." Diệp Húc cười lại một tiếng, sau lưng hiện ra kiểu đại nguyên thần, chín gốc ngọc thụ vù vù bay lên, dung nhập vào bên trong cột thuyền. Chỉ thấy cột thuyền ép xuống, cánh buồm rung lên, hạ xuống hướng Nhạc Bất Phàm. "Nguyên Thai Thuần Dương, cổ ma thân của ta lực lớn vô cùng, có thể ép rời đi trăm ngọn núi lớn. Nay lại có thêm lâu thuyền gia trì, cho dù ngươi có kiểu đại nguyên thần đồng thời thêm cả cột buồm, cũng không thể đối kháng được với ta đâu." Nhạc Bất Phàm liên tục quát lớn, hai tay nâng lên nghênh hướng cột buồm. Hắn cười to nói: "Hôm nay ta sẽ lấy đi món vũ bảo này, sau đó rút xương của ngươi ra ghép lại thành một chữ thảm thật lớn." Chỉ nghe tiếng bùm bùm vang lên không dứt, hai tay của hắn ta vừa mới chạm vào cột buồm liền nứt ra từng khúc một, căn bản không thể ngăn cản cột buồm được chút nào. Cây cột buồm run run áp chế, chỉ thấy Nhạc Bất Phàm bị luồng lực này bám lấy thân thể, bắt đầu vỡ ra từng khúc, kéo xuống phía dưới cho đến tận lòng bàn chân. Đến khi hai chân dập nát rồi, tên cự hán này đã không còn sót lại thứ gì cả, toàn thân đều bị sức mạnh của Diệp Húc chấn cho không còn tồn tại nữa. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy một chiếc vu bảo đứng ở giữa không trung bỗng bành trướng ra, to lên như núi, lặng lẽ đánh tới giữa lưng của Diệp Húc, chính là Thiên Nhân Tông Lý Trường Phong. Thấy Diệp Húc ra tay đối phó với Nhạc Bất Phàm, nhân cơ hội mà đánh lén. Cùng lúc đó, lại có hơn 10 tên anh tài trẻ tuổi cũng đồng loạt ra tay, tiến lên vu bảo đánh tới Diệp Húc. Những vu bảo đó mỗi một món cũng không hề kém Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp của Lý Huyền Tố, uy lực cực kỳ lớn. Thuần dương khí tràn ngập, nồng đậm kinh người, luồng dao động mãnh liệt tuyệt đối có thể đem cường giả tam thần cảnh trở xuống nghiền thành thịt nát. "Các người cũng xứng đáng được gọi là anh tài trẻ tuổi hay sao? Quả thực không bằng heo chó mà. Vu bảo của các ngươi đi theo các ngươi đều cảm thấy nhục nhã, vẫn là cho ta tất cả đi." Diệp Húc đột nhiên quay đầu, há mồm dùng sức hút một cái, chỉ thấy 10 kiện vu bảo thuần dương bị hắn một hơi hút hết vào trong bụng. Còn có vài món vu bảo thuần dương khác đánh lên lưng của hắn, oanh oanh vỡ nát, cũng bị hắn hút vào trong bụng, khiến cho thuần dương khí đầy trời đều biến mất. Nhiều vu bảo thuần dương đánh đến như thế mà hắn lại chẳng hề bị thương chút nào cả. "Giết những người như các ngươi chỉ làm ta tăng thêm công đức mà thôi. Bạch cốt yêu thành, luyện hóa tất cả." Một tòa bạch cốt yêu thành từ cơ thể Diệp Húc phá khiếu mà ra, vù một tiếng phủ xuống không trung, hình thể càng lúc càng lớn, bao phủ lấy phạm vi trăm dặm. Nay tu vi Diệp Húc tuy chỉ có thể dùng được 3-4 thành, nhưng so với khi ở Lạc Già Sơn thì hùng hậu gấp mấy chục lần. Bạch cốt yêu thành được hắn thúc dục, uy lực so với trước đây lại càng thêm lớn. "Vô lượng, vô lượng, vô lượng thọ pháp." Bên trong thành, từng con bạch cốt yêu nhân đứng dậy cùng hô to, vung chùy xương lên công tới đám người bị bao phủ trong thành. Tu vi của hắn lớn mạnh, thực lực những con bạch cốt yêu nhân đó cũng tăng vọt. Thực lực mỗi một con không ngờ không hề kém vô sĩ tam dương cảnh thân dương kỳ. Một búa nện xuống, chỉ thấy chùy xương như núi, kéo theo tiếng lôi âm ầm ầm lăn qua không trung. Kiện vu bảo này chính là thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông Vệ Chân luyện ra. Lúc này hiển lộ uy phong, được hắn thôi phát vô cùng nhuần nhuyễn, tái hiện phong thái của Vệ Chân năm đó. Đám người Lý Trường Phong ai cũng lộ ra vẻ sầu thảm,
ra sức chống cự, lại không ngừng có người chết thảm, bị mấy cái chùy xương kia đánh nát, xương thịt đều dung nhập vào trong bạch cốt yêu thành. Vô lượng khán, bất diệt yêu thân. Mỗi khi bọn chúng đánh nát một con bạch cốt yêu nhân, bên trong yêu thành lập tức sẽ chuyển đến một tiếng hô lớn, lại có một con khác đứng lên, hung hãn, không sợ chết mà đánh tới bọn chúng. Diệp Húc đứng ở trên bờ tường yêu thành, nhìn xuống phía dưới. Những con bạch cốt yêu nhân đó lực lớn vô cùng, giết mãi không hết. Nhưng đám người Lý Trường Phong, dù tu vi có vô cùng vô tận, thì sớm một gì cũng sẽ bị ma diệt ở trong tòa yêu thành này hết. Hắn tế lên Di La Thiên Địa Tháp. Mỗi khi có kẻ chết, Ngọc Lâu Độc hoặc Bảo Tháp phân giải, từ bên trong Di La Thiên Địa Tháp liền thò ra một cánh tay, nắm lấy tất cả của cải của những người này, cất giữ cả đời, thu vào trong Thiên Địa Tháp. Lần này đến tham gia đại hội đấu giá nên những người này mang theo không ít linh mạch, nay đều thuộc về Diệp Húc cả. Của cải bọn người này mang theo thật không ít, nếu như có thể tiêu diệt chúng trước khi đại hội đấu giá bắt đầu thì không biết ta có thể mua thêm được bao nhiêu bảo vật đây. Thật đáng tiếc, đại hội đấu giá đã kết thúc rồi. Ở bên trong Hải Ngoại Tiên Các, rất nhiều vô sĩ vây xem trận chiến này, sợ đến mất hồn mất vía, sắc mặt tái nhợt, nhìn tất cả đang diễn ra trước mắt mình. Hình ảnh này thật quá thảm thiết, thật quá đẫm máu. Ước chừng có hơn 30 anh tài trẻ tuổi, các cao thủ mà các đại thánh địa, các đại thế lực cực khổ mới bồi dưỡng ra được, cứ thế bị diệt trong bạch cốt yêu thành. Thậm chí, ngay cả thi cốt đều trở thành chất dinh dưỡng cho tòa yêu thành này. Ta nhận ra tòa yêu thành này rồi. Một lão giả đột nhiên trắng bệch sắc mặt lại, run run giọng nói. Đây là một kiện vu báo mà lão ma đầu Hoàng Tuyển Ma Tông Vệ Chăn, Vệ Lão Ma luyện chế ra. Ở 200 năm trước, lão ma đầu kia từng tế tòa thành này tấn công Lạc Hải yêu quốc, đem yêu quốc này san thành đất bằng kia. Mọi người nghiêm nghị trong lòng. Lạc Hải nằm ở trong đại dương thương mang rộng lớn, mấy trăm năm trước là một vùng yêu quốc, yêu tộc nhiều không đếm xuể, rất là thịnh vượng. Trong đó có không ít đại vu yêu tộc đã tu luyện tới tam thần cảnh, so với Kiềm Hải hiện nay còn thịnh vượng hơn rất nhiều. Sau này yêu quốc hưng thịnh nhất nơi đó đột nhiên biến mất, vô số yêu tộc đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Nó đã trở thành một cọc công án chưa quyết, không ngờ chính là bị Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Tuyển Ma Tông dốc sức tiêu diệt. Thật đáng thương, đám người Lý Trường Phong chỉ nghĩ Diệp Thiếu Bảo tu vi không cao, thế nhưng lại không nhớ ra hắn ta chính là phong chủ của Quan Tinh Phong Hoàng Tuyển Ma Tông, kế thừa của cái của các đời Thái Thượng Trưởng Lão Ma Tông. Này bọn họ bị nhốt trong yêu thành, chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Một lão giả vuốt râu thở dài nói. Qua trận chiến này, Diệp Thiếu Bảo Quan Tinh Phong sẽ hoàn toàn danh dương thiên hạ, có thể nổi danh ngang với Đông Hoàng Mục, Đông Hoàng Gia, hay Thái Tử Sơ của Đại Tần, Thái Tử Hì Đại Đường, cùng với đệ tử Tam Thần Cánh của các đại thánh địa. Thậm chí hắn có hy vọng leo lên vị trí tông chủ đời tiếp theo của Hoàng Tuyển Ma Tông, có thể quyết thân thua cùng với Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giáp, Hầu Nhân Vực ba người kia. Lại có một người lắc đầu nói. Hắn ta còn kém xa đại vua Tam Thần Cánh. Đại vua Tam Thần Cánh một thân thần thông kinh thiên động địa, cho dù vua bảo của hắn có mạnh đến mấy cũng không thể địch nổi một vị đại vua Tam Thần Cánh, chênh lệch quá xa. Đám người khác liên lạc gật đầu. Vu sĩ khi bước vào Tam Thần Cảnh chính là đại vu, thực lực biến hóa như thay da đổi thịt. Loại biến hóa này có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Vu sĩ bước vào Tam Thần Cảnh, nguyên thần hóa thành thực chất, lực lượng mạnh, pháp lực mạnh, có thể đánh xuyên hư không, trên có thể phá vỡ tầng tầng sát khí bao phủ trời cao, tiến vào ngao du trong vũ trụ hư không, dưới có thể thông cửu u xuống Hoàng Tuyền. Vu sĩ tu luyện tới bước này sẽ không còn là người nữa, mà chính là đại vu, chính là truyền thuyết, chính là thần thoại. Bỗng nhiên trong không trung truyền đến một tiếng rồng ngâm cao vút, một làn hơi thở vô cùng nguy hiểm đột nhiên giáng xuống. Một cái bảo ấn hình rồng to như một ngọn núi từ trên trời hạ xuống, ép tới hướng. Tiếng rồng ngâm không dứt, cái bảo ấn này đột nhiên dung nhập vào trong hư không, hóa thành một con thương long, chỉ còn lại nửa thân hình, một vút liền chụp tới Diệp Húc đang đứng trên yêu thành. Chân long thả móng vút ra, dường như cả bầu trời này chỉ còn cái vút đấy, nhất thời thiên địa nguyên khí đều đọng lại, ngay cả không gian đều bị giam cầm. Loại uy năng mạnh mẽ này vượt xa bất cứ món vu bảo thần dương nào. Nguyên thần chi bảo Chấn Long Ấn, có người không nhịn được mà hô lên. Vị lấy được Chấn Long bảo ấn kia cuối cùng cũng ra tay rồi. Nếu ta có nguyên thần chi bảo, ta cũng sẽ ra tay.
đầu của Diệp Thiếu Bảo còn đáng giá hơn cả nguyên thần chi bảo kìa. Bùm bùm bùm. Vút dòng tới đâu, không gian nơi đó đều bị cào ra những vết sách ghê người. Những vết sách tối đen đó giống như mạng nhện bao phủ lấy Diệp Húc. Người lấy được Chấn Long bảo ấn kia rốt cuộc đã ngang nhiên ra tay, định dùng cái bảo ấn này đến giết chết Diệp Húc. Đám đại vô tam thần cảnh viên thiên công kia cũng nhịn không được mà kích động, ánh mắt sáng ngời, chỉ đợi người kia đánh chết Diệp Húc sẽ lập tức ra tay đoạt bảo, nhân tiện ra tay giết chết luôn kẻ đánh lén Diệp Húc kia. Sở dĩ bọn họ không trực tiếp ra tay đối phó Diệp Húc chủ yếu là vì lo lắng tốc độ của Diệp Húc quá nhanh. Nếu hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn hắn lại được. Nhưng nếu không phải đại vô tam thần cảnh thì Diệp Húc chưa chắc sẽ trốn đi mà lấy cứng chọi cứng với đối phương. Ước chừng có hơn 10 tên cường giả tam thần cảnh đang như hổ rình mồi, bất cứ khi nào cũng có thể ra tay. Nếu như người khác mà biết có nhiều đại vô tam thần cảnh dùng toàn lực chỉ vì đối phó với Diệp Húc, một vũ sĩ đan nguyên kỳ chắc chắn sẽ phải trợn to con mắt, rất khó có thể tin được điều này. Hơn 10 gã đại vô tam thần cảnh, loại phô trương này, loại tổ hợp này hoàn toàn có thể quét sạch một cõi, thậm chí cũng có thể náo động hải ngoại tiên các đến long trời lở đất, mà lại chỉ có thể vì đối phó với một tên vũ sĩ nguyên đan kỳ, quả đúng là dùng đao mổ trâu mà giết gà. Nhưng đám người phi thiên công đã từng giao thủ với Diệp Húc biết rõ thiếu niên này không hề nâng tay, hơi không cẩn thận mà muốn tìm hắn ta thì sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn. Chỉ thấy con thương long giữa không trung kia tiếp tục dương vút đánh xuống. Một gã thiếu niên áo bào trắng đứng ở giữa không trung hưng phấn nhìn Diệp Húc, kích động đến tay chân phát run. Phía sau hắn còn có hai lão giả đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn gã thiếu niên này. Thiếu chủ lần đầu tiên xuất cung lại lấy được một kiện nguyên thần chi bảo, khó trách lại hưng phấn như thế, muốn dùng máu người để tế món bảo vật này. Một lão giả mặc áo bào xám trong đó cười nói. Đây vẫn là lần đầu tiên thiếu chủ giết người. Kẻ phía dưới yêu thành đó là Diệp Thiếu Bảo, nghe nói người này gần đây rất vang danh. Đáng tiếc lại gặp phải thiếu chủ, hắn ta quả thật là xui xẻo mà. Lão giả áo vàng kia lắc đầu cười bồi. Thiếu niên này tu vi thực lực đều không kém, còn từng xảy ra mâu thuẫn với một gã đệ tử tinh cung ta. Nghe nói yêu chủ Thiên Yêu Cung cũng hạ chu sát lệnh với hắn ta rồi. Nếu mang đầu hắn tới thì sẽ là con rể của ông ta kìa. Sao? Con gái của yêu chủ há có thể so sánh với thiếu chủ tinh cung ta sao? Cho dù yêu chủ có muốn gả con gái thì cũng phải xem thiếu chủ có hứng thú hay không kìa. Mà dù có hứng thú thì cũng chỉ có thể làm thiếp cho thiếu chủ mà thôi. Hai lão giả này rõ ràng là cao thủ Chu Thiên Tinh Cung, mà tên thiếu niên tới lên Chấn Long bảo ấn công kích Diệp Húc lại là Thạch Tinh Vân, ấu tử của Tinh Đế, người đứng đầu Chu Thiên Tinh Cung. Con của Tinh Đế Chu Thiên Tinh Cung địa vị so với con gái của yêu chủ còn tôn quý hơn, so với thái tử mấy nước Tần Hán còn có địa vị cao hơn. Hai người bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn để mặc cho Thạch Tinh Vân hành động. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải người của Chu Thiên Tinh Cung, tính mạng những người khác cũng chỉ như con kiến, giết một hay hai cũng chẳng sao cả. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Húc sớm đã là người chết, bọn họ không cần phải quấy nhiễu hứng thú của người con của Tinh Đế, chỉ cần bảo vệ an nguy cho Thạch Tinh Vân là được. Chấn Long bảo ấn, ta đang đợi ngươi đấy. Lúc này, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn cái long chảo đang hạ xuống kia, tóc tai từng cây dựng thẳng lên, đón gió phất phới, thoáng như ma thần. Chấn Long bảo ấn thực sự không phải là nguyên thần chi bảo hoàn chỉnh, vì nguyên thần thương long trong đó chỉ có một nửa, nhưng khi tế nó lên, uy lực vẫn hơn xa bất kỳ một gã cường giả tam dương cảnh nào. Một chảo này của thương long hạ xuống, phong ấn hư không, giam cầm hư không, nếu như không tu luyện ra nguyên thần thì không thể chống lại được. Đây chính là tác dụng của vu bảo. Một gã vũ sĩ tam đan cảnh cầm nguyên thần chi bảo trong tay đã có thể tranh hùng cùng với đại vu tam thần cảnh. Người tam thần cảnh trở xuống đối mặt với loại vu bảo này chỉ có thể bị nghiền nát mà thôi. Bảo bối ra nào. Oanh một tiếng, Di La Thiên Địa Tháp trên đỉnh đầu Diệp Húc từ từ chuyển động. Một quầng sáng trắng từ trong tháp bay ra. Quầng sáng này mù mịt như sương mù, mà ở giữa bên trong tựa như có một cái đầu cực lớn, có lông mày, có mắt, nhưng lại không có tai mũi với miệng, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Đám người Thiên Viên Công thân hình đồng thời run lên, đang định ra tay thì lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm quầng sáng trắng kia. Chỉ thấy mi mắt nhắm chặt trong quầng sáng kia đang chậm chậm mở ra. Chẳng lẽ bảo bối này còn sống sao? Không thể nào, không thể nào. Ngay cả thân thể của nó đều bị ta đánh nát rồi, tinh hồn trọng thương, theo lý mà nói thì không thể sống quá 12 canh giờ, tuyệt đối không thể sống đến tận bây giờ được.
Viên Thiên Công thất thanh nói: "Xoẹt!" Chỉ thấy hai cột ánh sáng chói lòa ở giữa quầng sáng trắng kia bắn ra, bắn lên trên cao. Hai cột sáng trắng này dài đến hơn 10 dặm, ầm ầm một kích đâm rách Thương Minh, thậm chí đâm thủng tất cả những sát khí hỗn tạp phía trên trời cao kia. Nếu như lúc này có người đứng ở trong vũ trụ tinh không nhìn đến vô hoang thế giới này, lập tức có thể nhìn thấy hai cột sáng đâm rách tầng tầng lớp lớp sát khí dựng thẳng ở bên ngoài tầng khí quyển. Móng vuốt của con nguyên thần Thương Long trong Chấn Long Bảo Ấn kia lúc này đã bị chặt đứt, lập tức truyền đến tiếng gào thét long trời lở đất. Từ giữa không trung, một cái đầu rồng cực lớn rơi xuống. Sinh mệnh nguyên thần đại vu cực kỳ mạnh, dù cho bị người chặt đứt cũng chỉ tổn hại một phần tu vi, nhưng với nguyên thần mà nói thì chẳng có gì trở ngại cả. Mà sau khi đầu Thương Long kia rơi xuống lại không trở lại như cũ, mà máu rồng vung vãi khắp nơi, biến thành một thi thể không hề có chút sinh mệnh. Thần quang trong mắt Kim Tinh đồng tử không chỉ chặt đứt nguyên thần mà còn chém cả thọ mệnh cùng tinh hồn của nguyên thần. So với Kim Tinh kiếm khí của Diệp Húc còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu. Thương Long đã chết, kiện nguyên thần chi bảo Chấn Long Bảo Ấn này cũng trở thành một khối phế liệu, đã bị phế bỏ tất cả uy lực. Loại kết quả này trăm ngàn tên vũ sĩ ở đây đều không dự đoán được, bất luận kẻ nào cũng không hề nghĩ tới là ở trong hoàn cảnh bất lợi này mà Diệp Húc lại có thể lật ngược thế cờ, thậm chí một kích còn phá hủy đi một ngón nguyên thần chi bảo. Vù vù. Trong nháy mắt khi Diệp Húc tới lên đệ nhất thần sát, thân hình hạ tùng giang di động. Trong hư không phía sau, cửu đại nguyên thần đồng loạt xuất hiện, mang theo áp lực vô cùng nặng nề đánh tới Diệp Húc. Côn Minh, Đại Bằng, Khổng Tước, Giá Trư, Hỏa Tiêu, Bạch Bức, Kim Giao, Hoàng Lang, Hạn Bạt, cửu đại nguyên thần của lão, mỗi một cái nguyên thần đều không hề kém con Thương Long ban nãy. Vừa mới xuất hiện mà không gian dường như đã bị khí thế của cửu đại nguyên thần ép cho sập. Giữa quầng sáng kia, quả đầu có lông mày có mắt đột nhiên quay đầu nhìn hướng của lão. Không xong rồi. Hạ Tùng Giang dùng mình trong lòng, cửu đại nguyên thần đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ thấy Hạn Bạt đem phạm vi vài dặm biến thành biển lửa, mùi hôi thối của Hoàng Lang thì bốc lên tận trời. Kim Giao giận dữ gầm lên, giơ móng vuốt mà chụp tới Diệp Húc. Bạch Bức mở cái mồm to của mình phát ra sóng âm vô thanh đánh tới. Con Giá Trư nguyên thần kia lại cao tính hàn trượng, vung lên một cây lăng nha bổng cực to nện xuống đầu của Diệp Húc. Nguyên thần Khổng Tước của lão thì huy động năm đạo diệt tuyệt thần quang đánh cho hư không biến mất. Đại Bằng mở rộng đôi cánh che khuất bầu trời. Côn Minh há mồm phun một cái, biển rộng trong ngược lên từ trên không ép xuống. Cửu đại nguyên thần của lão ta đồng thời xuất hiện, trở long đất lở. So với kiện nguyên thần chi bảo Chấn Long Bảo Ấn kia thì phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phạm vi ngàn dặm đều tối om lại, mọi người chỉ cảm thấy mình như một con thuyền cô độc trong biển rộng đầy bão táp, khó có thể tự bảo vệ được mình. Căn bản không thấy rõ bên trong rút cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có hai luồng sáng trắng xuyên thủng bóng tối khôn cùng kia, cắt quang qua hư không. Chỉ nghe trong bóng tối truyền đến vài tiếng giống giận, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm lớn vang lên, phảng phất như có một con quái vật lớn từ trong hư không rơi xuống ngăn cản hai luồng sáng kia. Trong chớp mắt, đất trời sáng rõ trở lại, ánh mặt trời chiếu xuống. Diệp Thiếu Báo, ngày khác ta sẽ lại tới giết ngươi sau. Tiếng nói của Hạ Tùng Giang từ xa truyền tới, mang theo một chút đau đớn, bỏ chạy mà đi, ngay lập tức đi hơn trăm dặm. Trong nháy mắt vừa rồi kia, thần quang ở trong mắt đệ nhất thần sát của Diệp Húc gần như chém hết tất cả cửu đại nguyên thần của lão. Nếu không phải lão cưỡng ép triệu hồi hư ảnh thiên đỉnh đón đỡ một cái, chỉ sợ cửu đại nguyên thần của lão lúc này đã bị chém hết, một cái cũng không còn. Đã hào phí đi tu vi hai quả nguyên đan của ta rồi, vậy không thể lãng phí được nữa rồi. Diệp Húc khẽ động tâm niệm thở dài, thúc giục đệ nhất thần sát. Chỉ thấy hai cột ánh sáng chói lòa chém giết Thương Long lướt qua đám người Viên Thiên Công ở đằng xa, cột sáng xuyên thủng hư không vươn thẳng trời xanh quét sạch tất cả. Hắn lại dám cùng lúc ra tay với các đại vu tam thần cảnh ở nơi đây, định quét hết đám đại vu kia chém giết tất cả. Viên Thiên Công nhìn thấy hắn đối chiến với kiều đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang, một kích liều mạng giữa thần quang trong mắt của thiên đỉnh của Hạ gia, sớm đã bị dọa cho sợ vỡ mật, vội vàng hú lên một tiếng quái dị nhảy ra đằng sau. Chỉ thấy một con vượn già trắng phau vươn kim bổng lên, một bổng đánh nát hư không, sợ hãi bỏ chạy. Yêu Sa Vương lại hóa thành một con cá mập cực lớn, ầm ầm nhảy xuống biển, hoảng hốt bỏ trốn. Mà Hồ Tiên Nhi lại hóa thành một con kiểu vĩ bạch hồ, sợ hãi chạy trốn. Đám người khác đều tự thi triển bản lĩnh, chạy ra khỏi phạm vi sát thương của ánh mắt đệ nhất thần sát. Trong chớp mắt,
hơn 10 tên đại vu tam thần cảnh chạy trối chết, không còn bóng dáng. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một gã thiếu niên mặc áo bào trắng đang rất thú vị nhìn mình, không có chút thần sắc kinh hoàng nào. Hắn đánh cho Hạ Tùng Giang bị thương, ép cho hơn 10 đại vu tam thần cảnh phải bỏ trốn, sớm đã làm cho tất cả mọi người trong hải ngoại tiên các khiếp sợ đến không nói lên lời, vừa kính lại vừa sợ hắn. Mà thiếu niên áo bào trắng này thì không hề sợ chút nào, ngược lại còn lộ ra thần thái nóng lòng muốn thử sức. Thọ bốc, lốc bốc, ta thích cái đầu trong quần sáng kia. Trên mặt Thạch Tinh Vân hiện lên hưng phấn, cười nói với hai lão giả phía sau. Các người mua tới cho ta, không thì giết hắn đoạt lấy cũng được. Trên mặt hai lão giả áo xám, áo vàng hiện ra vẻ cẩn thận, chậm chậm tiến lên, vượt qua ngăn trước người hắn, thấp giọng mà nói. Thiếu chủ, đừng lên tiếng. Hai người bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ trong lòng. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Phúc chỉ là một thằng nhóc, giết rồi coi như xong. Không nghĩ tới, Diệp Phúc lại ác như vậy, để lại một chiêu sau, một động tác liền phá hủy Chấn Long Bảo Ấn. Thậm chí ngay cả Hạ Tùng Giang đều bị hắn đánh cho trọng thương. Đám người Phiên Thiên Công căn bản không dám đấu một trận, hoảng hốt mà bỏ chạy. Nếu bọn họ biết Diệp Phúc có bản lĩnh lợi hại như thế, đương nhiên sẽ không để cho Thạch Tinh Vân ra tay với Diệp Phúc. Lúc này đây lại vô duyên vô cớ đắc tội với một kẻ địch rất mạnh. Lộc bốc, hắn ta làm hỏng bảo ấn của ta, bắt hắn bồi thường đi. Thạch Tinh Vân không chịu bỏ qua kêu lên. Hai gã lão giả kia sắc mặt khổ xuống, trong lòng thầm kêu không xong. Diệp Húc bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lạnh, trên mặt lại lộ ra ý cười, mỉm cười nói. Sao, bắt ta bồi thường ư? Người tế Chấn Long Bảo Ấn lên định giết ta, nếu không phải ta có bản lĩnh cao thì đã chết trong tay ngươi rồi, ngươi lại còn muốn ta bồi thường sao? Lão giả áo xám chen miệng nói. Diệp Phong chủ, thiếu chủ nhà ta lần đầu ra ngoài cho nên... Thạch Tinh Vân cười lạnh chen vào. Nếu ta giết ngươi thì đó là ngươi đáng bị giết, nhưng ngươi lại làm hỏng bảo ấn của ta, nhất định là phải bồi thường cho ta rồi. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam, nhìn chăm chăm quần sáng bên đầu vai của Diệp Húc cười khanh khách nói. Thứ khác ta không cần, ta chỉ cần quần sáng kia là được. Diệp Húc bước từng bước lên phía trước, mỉm cười nói. Có đôi khi nói sai lời, làm sai chuyện sẽ gây chết người đấy. Mặc dù hắn đang cười, thế nhưng trong tâm đối với tên thiếu niên áo trắng này đã động sát ý. Cho dù là Thiên Vương lão tử có ra tay với hắn, muốn giết hắn, hắn cũng không chút do dự mà trở tay giết đối phương. Có lẽ có người nói hắn bụng dạ hẹp hòi, có thù tất phải báo. Nhưng người khác đã động thủ giết ngươi, ngươi lại còn tha cho đối thủ, đây không phải là rộng lượng mà là cổ hủ, mà là ngu. Một gã vũ sĩ nếu có loại tác phong này, sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình hại chết. Thứ Diệp Húc tôn sùng chính là lấy đức trả ân, lấy oán báo oán. Người khác kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Kẻ khác đánh ta một quyền, ta trả lại 10 quyền. Nếu Thạch Tinh Vân muốn giết hắn, mặc kệ hắn ta có thân phận gì, Diệp Húc đều phải tiêu diệt tên thiếu niên này không chút lưu tình. Hai gã lão giả kia cũng cảm giác được sát ý ở trên người hắn. Hai người lướt nhau, lão giả áo bào xám điềm nhiên nói. Diệp Thiếu Bảo, chúng ta đã nhượng bộ, người hà cớ gì ép bức như vậy? Chúng ta cũng không phải là sợ ngươi, ỷ vào một món bảo vật liền không biết kiêng nể gì. Loại nhóc con như ngươi, lão phu cả đời này đã giết không ít rồi. Lão ta cũng là đại vu tam thần cảnh, tu vi cực kỳ hùng hậu, lạnh lùng mà nói. Lấy tu vi của ngươi, liệu ngươi có thể thúc giục món bảo vật này được mấy lần đây? Ngươi đã thúc giục 2 lần, theo như ta thấy, lúc này tu vi của ngươi e là đã tiêu hao sạch sẽ rồi, căn bản không thể thúc giục thêm một lần nào nữa. Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không? Lão già áo màu vàng bước lên trước một bước, phía sau lưng hiện ra một con nguyên thần giao mãng, cười lạnh nói. Vị này chính là thiếu chủ Chu Thiên Tinh Cung, con út của Tinh Đế. Thân phận của cậu ấy, địa vị của cậu ấy hơn ngươi 1000000 lần. Ngươi dám động đến cậu ấy, đó chính là đại nghịch bất đạo, chính là tội chết kìa. Không có ai có thể bảo vệ được ngươi đâu. Ồ, hóa ra thiếu niên này là con út của Tinh Đế Chu Thiên Tinh Cung. Bên trong thiên các, mọi người không khỏi nhìn kỹ Thạch Tinh Vân mấy lần. Tinh Đế là người đứng đầu Chu Thiên Tinh Cung trong Tam Cung Ma Đạo, một thân tu vi sâu không lường được. Trước đây rất lâu, người này đã tu luyện đến Tam Bất Diệt Cảnh đỉnh phong, khổ tu mấy trăm năm bước vào Tam Hoàng Cảnh. Cho đến hôm nay, tu vi của Tinh Đế lại càng thâm hậu hơn. Tuy nhiên, chưa từng có ai thấy ông ta ra tay, thậm chí Hoàng đế khai quốc Đại Tần là Thủy Hoàng đế cũng không có tự mình đi đến Tinh Cung khiêu chiến ông ta.
Vũ Đế đại hán sau khi đứng từ xa nhìn Chu Thiên Tinh Cung đã biết khó mà lui. Thậm chí có người còn nói Tinh Đế người này tu vi đã đến gần Vu Hoàng. Cũng có người nói ông ta sớm đã trở thành Vu Hoàng, đang đánh lên cảnh giới Thiên Đế. Vị thiếu niên áo bào trắng Thạch Tinh Hải này chính là con út của Tinh Đế. Chỉ cần thân phận này thôi đã đủ để khiến cho tuyệt đại đa số người hoảng sợ. Đối với cậu ta phải kính sợ ba phần. Ngươi là đứa con bảo bối của Tinh Đế Chu Thiên Tinh Cung sao? Diệp Phúc như chợt tỉnh ngộ, khẽ cười nói, khó trách lại có thể lấy được Chấn Long Bảo Ấn. Lão giả áo bào xám kia ngạo nghễ nói, của cái của Chu Thiên Tinh Cung ta nhiều đếm không xuể, thiếu chủ xuất du sao lại không chuẩn bị chút lộ phí chứ? Diệp thiếu báo, ban nãy chỉ là một chút hiểu lầm, thiếu chủ ta cũng không muốn là địch với ngươi, chẳng qua chỉ là muốn thử xem uy lực của Vu Bảo ra sao thôi. Ngươi đã phá hủy Chấn Long Bảo Ấn rồi, như vậy việc này coi như bỏ qua đi. Lão giả áo bào vàng mỉm cười nói. Lão giả mặc áo bào xám tiếp lời, Chu Thiên Tinh Cung ta không phải nơi để ngươi gây sự. Nếu ngươi dám ra tay với thiếu chủ nhà ta, để cho thiếu chủ xảy ra chuyện gì thì dù là Ứng Tông Đại Học cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Lão giả áo bào vàng cười nói, mỗi một cọng lông tơ ở trên người thiếu chủ nhà ta đều quý hơn ngươi, nếu có tổn thương ngươi sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu. Tuy ngươi phá hủy đi Chấn Long Bảo Ấn của thiếu chủ nhà ta, nhưng thiếu chủ lòng dạ rộng lớn cũng không truy cứu tội của ngươi, ngươi có thể đi được rồi. Thạch Tinh Vân kêu lên, Lộc Bốc, Thọ Bốc, không thể thả hắn đi như vậy được. Hắn làm hỏng bảo ấn của ta, bắt hắn phải bồi thường. Ta chỉ cần cái đầu kia thôi, các ngươi nếu không lấy đến cho ta, ta sẽ nói cho cha ta biết kìa. Lão già mặc áo bào xám nhìn về phía Diệp Húc ngạo nghễ nói, Diệp thiếu bảo, ra giá đi, món Vu Bảo kia của ngươi phải bao nhiêu linh thạch mới chịu bán đây? Tình cùng ta thứ gì không nhiều, chỉ có linh mạch, linh khí là nhiều vô kể. Chu Thiên Tinh Cung ta, cái khác không có, chính là nhiều linh mạch. Đám vũ sĩ các người coi linh mạch là báu vật của mình, mà ở tinh cung của ta, cái rắm cũng không phải. Lão già áo bào vàng mỉm cười nói, linh mạch ta đưa cho ngươi, chắc chắn sẽ vượt qua cả tưởng tượng của ngươi kìa, thậm chí đủ để cho ngươi tu thành đại phu, thậm chí là tam tương cảnh. Bên trong thiên cát, không biết bao nhiêu người nghe được lời đấy, tâm động một hồi, hận không thể tự mình thay Diệp Húc mà đồng ý. Tuyệt đại đa số vũ sĩ thường thường đều khổ sở vì không có đủ linh mạch, do đấy luôn bị vây ở một cảnh giới nào đấy. Thậm chí cả bậc đại vu tam thần cảnh như Vinh Lâm cũng có thời điểm cùng khổ khốn đốn, bị bức cho không thể không đi bắt linh thú khắp nơi, đi đến tiên khác bán đổi lấy mấy cái linh mạch sống qua ngày. Lần này Diệp Thiếu Bảo phát tài rồi, cái món Vu Bảo kia của hắn tuy là kim tinh khí vô cùng quý báu, nhưng dù sao cũng không thể ăn không thể uống, hơn nữa mỗi lần sử dụng đều tiêu hao tu vi cực nhiều, nhưng nếu đổi thành linh mạch cũng rất là tốt à. Linh mạch đủ để cho hắn tu luyện đến tam tương cánh, cái loại lời nói này cũng chỉ có người của Chu Thiên Tinh Cung mới có thể nói ra được thôi. Hey, cũng chỉ có Chu Thiên Tinh Cung mới có thể dễ dàng đưa ra một món của cải lớn đến như vậy. Chu Thiên Tinh Cung quả thật là tiền nhiều thế lớn mà. Lão già mặc áo bào xám và lão già mặc áo bào vàng liếc nhau đều hiểu ý mà cười. Hai người cùng nhìn về phía Diệp Húc. Lão già mặc áo bào xám thản nhiên nói, Diệp thiếu bảo, người suy nghĩ thế nào rồi? Không nghĩ tới con trai Tinh Đế đi chơi lại mang nhiều linh mạch như vậy. Diệp Húc thản nhiên cười nói, vì sao ta lại phải bán bảo vật của ta đi chứ? Hắn ta cười khẽ ung dung nói, ta chỉ cần giết các ngươi rồi, tất cả của cải trên người các ngươi chẳng phải sẽ là của ta hay sao? Lớn mật, lão dược. Lão già mặc áo xám và lão già mặc áo vàng đồng thời gầm lên, đang định răn dạy Diệp Húc thì đột nhiên thấy cái đầu bên trong quầng sáng trên đầu vai Diệp Húc kia mở mắt ra, lập tức hai cột sáng bắn ra. Đồ khốn nạn, người ngay cả con trai Tinh Đế cũng dám giết sao? Thật đúng là đại nghịch bất đạo mà. Thiếu chủ, cậu đi trước đi. Hai người đồng thời quát lớn, tế nguyên thần lên đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đấy, hai lão đồng thời bay lên, bắt lấy Thạch Tinh Vân, bay ra phía sau, tránh đi công kích của hai cột sáng kia. Hai người bọn họ tâm ý tương thông, định dùng nguyên thần chắn thần quang trong mắt đệ nhất thần sát, bảo vệ cho Thạch Tinh Vân trốn thoát. Xẹt một tiếng, cột sáng đột nhiên tách ra, hóa thành một cột sáng như cái võng, tang một tiếng lên cắt qua nguyên thần của cả hai người kia. Dầm một tiếng, nguyên thần của hai lão đó bị cắt nát ra, cắt thành vô số mảnh vụn nhỏ. Lão già mặc áo xám cùng lão già mặc áo vàng đồng thời giống lên một tiếng long trời lở đất, ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, tinh khí cả người trong nháy mắt mất hết,
nguyên thần của bọn họ vừa chết, thân thể cũng chết theo, bỏ mạng tại chỗ. Hai đại vua tam thần cảnh thậm chí không thể vượt qua một chiêu của Diệp Húc, nguyên thần đã bị chém, đi đời nhà ma. Hai người bọn họ vừa chết đi, Ngọc Lâu lập tức bạo mở, chỉ thấy ở bên trong hàng trăm linh mạch rơi xuống, ào rơi xuống biển. Năm màu, sáu sắc, ánh sáng kỳ dị lộ ra. Trong đó, không chỉ có tam giai, tứ giai linh mạch, thậm chí ngũ giai, lục giai, linh mạch cũng có không ít. Những linh mạch đó vừa vào trong đất, lập tức chui vào trong đáy biển, nhập thẳng vào trong thổ địa, ở dưới đáy biển, biến mất, không thấy đâu nữa. Tốt, tốt, không ngờ hai lão giả này mang theo nhiều của cải như vậy, còn nhiều hơn cả lượng linh mạch ta nhìn thấy trong vô hồn giới của vệ chăn kìa. Trong ánh mắt của Diệp Húc, tinh quang lóe lên, tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, chỉ thấy tòa bảo tháp này hoành giữa không trung, truyền đến một lực hút thật lớn, đem tất cả những linh mạch còn chưa rơi xuống biển hút hết vào trong tháp. Ầm 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 ầm. Lực hút truyền đến từ Di La Thiên Địa Tháp mạnh đến nỗi những linh mạch đã chui vào trong đáy biển cũng bị hút ra, không tự chủ được mà rơi vào trong tháp. Hai kẻ này mới chỉ là nô tài đã mang theo nhiều của cải như vậy, trên người đứa con tinh đế kia sẽ có bao nhiêu đây? Giết hắn không khác gì khoáng sạch hải ngoại tiên khắc một lần cả. Trái tim của Diệp Húc đã thình thịch đập loạn lên, đã làm là phải làm đến cùng. Thần quang trong mắt đệ nhất thần sát lập tức quét tới Thạch Tinh Vân. Mặc dù là đám người trong hải ngoại tiên khắc đang xem cũng không ngờ được là Diệp Húc lại hung tàn như vậy, lớn mật như vậy. Chẳng những giết người hầu của tinh đế mà ngay cả con của tinh đế cũng dám giết. Lần này Diệp thiếu báo thật sự phát tài rồi, phát tài rồi. Nhiều linh mạch rơi vào tay Diệp Húc như vậy khiến cho rất nhiều người nhìn mà mắt đều thẳng. Giết con trai tinh đế rồi, đây chính là mầm họa lớn. Chỉ sợ hắn ta có mệnh đoạt được nhiều linh mạch như vậy, thế nhưng không có mệnh mà hưởng dụng rồi. Thần quang trong mắt đệ nhất thần sát gào thét bao phủ lấy Thạch Tinh Vân. Loại thần quang này ngay cả đại vua tam thần cảnh cũng có thể chém giết dễ dàng. Thạch Tinh Vân chẳng qua chỉ là một gã vũ sĩ mới luyện thành nguyên đan, căn bản không có khả năng ngăn cản. Trên khuôn mặt thiếu niên áo bào trắng cuối cùng cũng lộ ra vẻ thất kinh, the thé kêu lên: "Cha, cha ơi, cứu con!" "Giờ ngươi có gọi ông nội ngươi cũng vô dụng thôi." Diệp Húc cười ha ha, rất là hăm hở: "Ai dám động đến con ta?" Một giọng nói rất trầm thấp vang lên: "Sao, tinh đế thật sự tới đây rồi sao?" Diệp Húc dùng mình, chỉ thấy tử phủ giữa trán Thạch Tinh Vân đột nhiên mở rộng ra, một bàn tay trắng như ngọc chậm chậm từ trong mi tâm của hắn thò ra. Bàn tay này cũng không phải là bàn tay thật của tinh đế, mà là một dạng vu pháp không trọn vẹn ông ta đặt trong tử phủ của Thạch Tinh Vân dùng để bảo vệ tính mệnh con mình. Chỉ thấy bàn tay này vừa xuất hiện, hai luồng thần quang kia lập tức bị bắn ngược trở về, xẹt một tiếng bay trở lại trong đôi mắt đệ nhất thần sát. Hai mắt của Kim Tinh đồng tử càng lúc càng tối, từ từ nhắm mi mắt lại. Diệp Húc chỉ cảm thấy tâm thần của mình lúc này đang bị xung đãng dữ dội, gần như bị chấn cho dập nát. Răng rắc một tiếng, kiều đại nguyên thần của hắn bị luồng lực phản chấn này chấn cho đầy vết nứt. Sáu nguyên đan đang chấn áp mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang cũng đồng thời phát ra tiếng bang bang, vết nứt trải rộng khắp nguyên đan. Bàn tay to kia từ từ thò ra chộp tới Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy thân thể của mình lúc này như đang bị giam cầm, thân thể gặp phải áp lực vô cùng khủng bố. Da của hắn nứt toác ra từng vết máu, xương cốt răng rắc gần như sắp gãy. Đây mới chỉ là một thức vô pháp không trọn vẹn, còn chưa phải là tinh đế tự mình ra tay, mà là mượn dùng tử phủ của Thạch Tinh Vân để thi triển, đã khiến cho hắn hoàn toàn không thể chống lại. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 75 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây, chả biết 75 hay 76 nữa. Như vậy là Diệp Húc đã gặp tinh đế, chỉ là một vô pháp thôi, thế nhưng mà cũng rất mạnh và đang có nguy cơ đến tính mạng. Thì liệu rằng Diệp Húc sẽ ra sao, diễn biến câu chuyện tiếp tục sẽ như thế nào, mời quý vị và các bạn chúng ta đón xem ở trong các tập tiếp theo. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.